Mến chào bà con nha. Hôm nay cơ sở em xin review lại cho bà con xem mẫu vỏ 6S3 lái 90, chiều cao là 38 nha bà con. Đây là mẫu 6S3, chiều cao là 38, thì bề ngang là 90. Chiếc này để dành đi trong sông này nha bà con. Chiếc này em theo sự yêu cầu của anh khách là em làm 3 màu trên gió, 3 màu nha. Màu đỏ, màu vàng và màu xanh Việt Nam, thường thường gọi là xanh dương vợt. Ở dưới lường theo sự yêu cầu của anh khách là em làm cái hoa văn là 3 màu và cái lường màu xanh dương. Chiếc vỏ 6S3 này bên xưởng em là có giá là 6.700.000 nha bà con. Bà con và anh chị em nào có nhu cầu sử dụng 6S3 lái 90 để dành đi trong sông cho nó vững thì liên hệ với bên xưởng em. Số điện thoại em là 0914 281 061 hoặc 0909 962 061. Vỏ rất là đẹp nha bà con. Bên em làm cây chỉnh lường kiểu này luôn nha bà con. Cây chỉnh lường này rất là đẹp nha, rất là êm, chỉnh rất là êm, chứ không còn làm cây chỉnh lường kia nữa. Màu đỏ rất là tươi nha bà con. Chiếc này thì lên màu thì quá đẹp. Này bên trong thì nó bóng lắm, nhưng mà em để dưới cây còng nè, có gió cái nó lung lay, cái nó rụng cái bông xuống nên nhìn thấy nó hơi xấu. Với trời vừa rồi mới vừa mưa, chỗ em mới mưa 5 găm đâu được mấy hột. Đây đầu năm giờ mới mưa được có mấy hột, chưa ướt được nhiêu của cái vỏ này hết. Em qua văn đồ thì anh khách làm cũng đơn giản thôi, nhưng mà được cái sự phối màu của anh thợ mình nè thì nó rất là đẹp nha. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng nhìn rất là nổi bật. Cái bên chỗ anh thợ làm cái chỗ màu màu vàng nằm ở chính giữa, màu đỏ với màu xanh nằm hai đầu thì nhìn cái vỏ nó rất là tươi, tươi và đẹp hơn. Nếu mà tuy gần nó ba màu như vậy, nhưng mà anh chị em nào đặt cái màu xanh mà nó nằm gần màu đỏ nhìn không đẹp, không đẹp bằng màu xanh nằm ở phía trước, hoặc màu xanh nằm ở phía sau, màu đỏ nằm ở phía trước gì đó. Nói chung là màu vàng phải nằm chính giữa nó mới đẹp, chính giữa có hai màu này nhìn mới đẹp, chứ nếu mà khác hơn là không đẹp nha bà con. Có giá tại xưởng bên em là 6.700.000 nha bà con, lấy 90, dài thì là 6S3. Trời trời hên đi, nãy giờ cũng đang sợ. Ủa là trời, sao hên đi Dương? Ủa biết nãy tôi quay ngay khúc đó cái tua lại phim chậm chắc coi nó đẹp lắm nha. À đây em xin giới thiệu với bà con siêu phẩm mới ra bên xưởng em nha. Cano 4m5. Cano 4m5, lấy miếng phom lên đi. Cano 4m5 là chiều ngang là 1m25. Chiều dài là 4m5. Chiếc Cano 4m5 này hôm trước em có review lại cho bà con xem là chiếc cano màu đỏ của anh khách ở ngoài Quảng Ninh. Nhưng mà hôm nay thì em review lại, tiếp tục lại cho bà con và anh chị em xem chiếc này màu trắng, coi sự màu đỏ và màu trắng nó có gì nổi bật hơn nữa nha. Đây là cano 4.5 màu trắng xanh viền đỏ và viền xanh. Nhìn thì nó không có nổi bật
bằng chiếc Kano 45 màu đỏ. Nhưng mà ngược lại, bà con và anh chị em mua những chiếc màu trắng xanh này đi sẽ lâu cũ hơn và sẽ lâu phai màu hơn so với màu đỏ đen nha. Màu đỏ đen sẽ làm mau phai mau cũ hơn là chiếc màu trắng xanh này nha bà con. Bà con và anh chị em nào muốn mua màu đỏ thì nên phải quản bảo quản nơi thật là mát mẻ, trong nhà hoặc trong cái gặp xuồng gặp vỏ rồi, chứ đừng có để ngoài sân ngoài mưa nha. Tại vì những màu đó rất là mau phai. Chẳng hạn như chiếc màu đỏ bên bên đây. Màu đỏ như gì thì bắt bà con và anh chị em đậu màu đỏ sẽ mau phai, cả luôn xe hơi hay là gì cũng vậy. Màu đỏ quần áo của bà con cũng vậy, màu đỏ thì nó sẽ mau phai. Nên bà con đã mua rồi thì đừng xin bà con đừng buồn với bên nhà sản xuất nhiều nha, tại vì màu đỏ là quy luật nó là vậy rồi, chứ nó không còn tại thợ tại thầy gì nữa. Chiếc này thì em sẽ giới thiệu cho bà con xem là nó có cái sạp để bỏ đồ, để cho bà con để đồ trong đây lúc mà đi làm ăn hay là đi công việc gì, có điện thoại hay là áo mưa quần áo gì đó thì mình sẽ để được vào trong sạp để mình đi mưa đâu nó không bị ướt nha bà con. Nó rất là tiện chứ không phải như Kano 4m. Phần lái của chiếc 4.5 này em trang bị cho nó là một hai cây chổi ở phía sau lái để cho nó cái lái lên cho nó cứng cáp lên chứ. Đây giới thiệu bà con. Bà con và anh chị em nào muốn nhu cầu sử dụng Kano 4.5 hay là vỏ lãi 6.3 và các mặt hàng vỏ composite ở xưởng Thành Tân thì liên hệ với xưởng em nha. Số điện thoại em là 0914281061 hoặc 0909962061. Video của em đến đây xin tạm dừng nha bà con.